không có nến sẽ tin này gì đâu, mình mua cái nến nó thắp ở trên bàn thờ ấy. Và không cho ai biết cả, và cũng không cho ai được đến mảng lại gần cái trường đấy. Sau khi mọi người diễn văn nghệ và về nghỉ ngơi ngồi nói chuyện trước khi đi ngủ, em là kéo cô bé này đi với tớ ra đây một tí, em kéo ra cái chỗ hành lang đấy. Anh em sau khi thắp nến giúp em xong, anh em rút nến nhớ các từ sáng trưng ở đấy rồi. Ôi sáng như cháy nhà luôn ở đấy. Thế là em dắt vào trong cái vòng tròn trái tim đấy. Thế là em vào đình, em hát bài rồi bắt đầu em nói là thực ra là tớ rất là thích cậu, vì tớ cũng mong là cậu có thể chấp nhận làm yêu của tớ. Sau khi đánh đàn xong, xong hát xong đánh đàn á, đánh đàn mà hát luôn. Ui cái đàn đi dài thế đi ai chối cho được, ai mà từ chối được. Thế là em thấy đồng chí ấy khóc, lúc đấy thực ra là cũng gọi là ngôn từ bất lực rồi. Nên là chỉ có biết là ôm với nhau cảm nhận cái tình yêu chớm nở thôi. Và lúc đấy là em đã chính thức em nhận lời đúng không? Vâng. À, nhận lời ngay lập tức, ngay lập tức. Nếu trai bảo lời em không thể nào từ chối được đúng không? Đó là đã kịp có nụ hôn đầu tiên sau trước khi nghỉ hè chưa? Tỏ tình không phải hôn luôn nha anh. Tỏ tình này là hôn luôn. Trong tối ngày thứ 21 là đã có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì nụ hôn đầu tiên là sao? Không, cảm nhận nó cũng trông dáng lắm anh ạ. Nó làm sao cơ? Vội vàng. Kỷ niệm vui nhất và buồn nhất khi yêu nhau, các em còn nhớ không? Vui nhất thì chắc để rồi. Buồn nhất thì em phải nói. Các anh có vẻ bị tổn thương nhiều quá. Buồn thì có hai câu chuyện buồn. Đấy là sau khi yêu được 5 tháng thì em có làm nhằng với con em ở trường đại học. Nhắn tin gọi là có cưa nhau hơi trên mức anh em bạn bè một giờ, bọn em có phát hiện được rồi cãi nhau cũng to khóc lóc, rồi may là được vợ tha thứ. Chị rất tò mò, chị muốn biết là Sơn đã nghĩ gì khi để cho cái điều đó xảy ra. Bản chất em cũng tự nhận là mình hơi lăng nhăng một chút, và đôi khi đó là cái bản chất đấy, và đấy là cái tính xấu của em. Vậy thì hai bạn đã yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Em với vợ thì yêu nhau chính thức là được khoảng 5 năm và 6 tháng. Hôm nay còn tính cả tháng. Vậy thì được đấy. Duyên gì đã để hai bạn gặp gỡ nhau? Bọn em thì là học cùng trường đại học, thực ra không học cùng lớp và cũng không học cùng khoa. Em thì là tham gia các hoạt động đoàn đội của thanh niên. Đấy thì năm đấy là năm 2014, trường có tổ chức một cái đi tình nguyện volunteer ở Tuyên Quang. Đi trong vòng 3 tuần thì vô tình là em và vợ lại cùng trong đội đi đi rồi, và sau 21 ngày thì em yêu được chứ. Yêu luôn. Yes. Yêu luôn. Tức là kết thúc cái khóa công nghệ đó. Đi về Hà Nội là trong 21 ngày này muốn được khai thác là ngày đầu tiên các em gặp gỡ như thế nào? Hai người có ấn tượng gì với nhau? Gia đình trước đây của em ý là không hề biết nhau luôn. Trong 21 ngày đấy thì không giống như cuộc sống thường ngày lắm. Ví dụ như là ở ngày thì mình có smartphone, có internet các thứ, nhưng ở đấy thì không hề có gì cả. Và bọn em chỉ làm những công việc đúng như là mang tính chất thiện nguyện, ví dụ như là dạy học, rồi giúp đỡ người dân ở đấy trồng cây, rồi nhân dân kiểu như thế. Cho nên là cái thời gian mà bọn em kiểu chỉ có chơi với nhau là chính, chứ không có thời gian mà dành cho những cái việc khác. Cho nên là cái nghĩ này khi mình đạt trong quá trình đấy thì nó rất là dễ. Ra là trước khi đi ấy, thì ra là em đã để ý đến vợ em rồi. Vì là trước khi đi là sẽ có danh sách những cái người mà sẽ đi, thì em cũng lướt qua danh sách là nhìn thấy một đại sứ quán. Thế là em mới hỏi bạn trong lớp, một bạn trai trong lớp, còn bạn ấy của em mới bảo là ôi con bé này ngày xưa tao tán. Ui bé này ngày xưa tao tán nhưng mà cũng đổ giờ nó ngoan lắm đấy. Đi tìm người như thế thì có cơ hội thì cứ thử xem đấy. Thì em gọi là
bắt đầu mò vào Facebook, bắt đầu tìm ảnh thì lúc bảo ồ mẹ sinh. Trước khi đi là cũng đã nảy ý trong đầu là hy vọng là lần này đi là sẽ gọi là tán được em đấy là đấy. Thế còn Vi thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh chàng phải gọi là cao to đẹp trai lại là cán bộ đoàn đội nữa. Thực tế thì tức là bọn em trước đây thì không hề quen nhau, nhưng mà tức là thời gian trước đấy thì ở trường em tổ chức cái cuộc thi Mister ấy. Thì anh này là Nam Vương của cuộc thi đấy. Ôi giời ơi, vấn đề một chỗ là không mấy em lại có ấn tượng không hề tốt, tại vì kiểu thấy kiểu cứ bênh báo ấy, cái kiểu thế nên em lại không thích cái kiểu đấy. Thực ra là Nam Vương mà kiểu là cuộc bênh đến lúc mà đi tình nguyện đấy thì bọn em cũng không hề để ý gì cả, bình thường như bao người khác thôi. Xong về sau thì bắt đầu có ấn tượng từ bao giờ? Không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tức là bạn này thì bạn ấy rất chủ động, kiểu tiếp cận em rất là nhiều hình thức luôn ấy. Chủ động tiếp cận em luôn ấy. Wow. Kiểu thế, em nghĩ là kiểu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Kiểu mình cũng mở lòng ra và kiểu tâm sự với nhau nhiều hơn thôi. Và cái tình cảm ấy tự đến với nhau lúc nào em không biết rồi. Thì thời 21 ngày đấy là tức là sau khoảng 3 đến 5 ngày mà quen công việc, ổn định công việc rồi thì bắt đầu là có những hoạt động để tương tác với nhau nhiều hơn, thì em tìm mọi cách để được ở gần cô bé này. Ví dụ buổi trưa mọi người ngủ trưa là em nhắn tin, ban đêm đi ngủ là trước khi ngủ là cũng phải nhắn tin rồi gì đấy. Xong rồi ví dụ như buổi trưa nấu cơm đồng chí ấy là không có quạt thì là em phải ra quạt cho đồng chí. Ui. Đấy, tức là mình tìm mọi cách để gần. Cái thời điểm 21 ngày đấy, trước khi là em có thông tin là cô ấy vừa chia tay người yêu. Wow. Thực ra là vẫn còn đang nhắn tin người yêu cũ. Em có được cái thông tin đấy. Đấy, nên là thực ra là tín độ tự tin của em không cao đâu. Anh thử kể thêm việc mà nhiều người thích chung một. Thực ra chị cũng đoán ra rồi. Chị nhìn một cái là chị thích rồi. Hồi đấy đi là 20 người thì cũng chỉ có 5 người con trai thôi. Thì sẽ 4 người thích bạn này. Wow, tóm lại là em đã cua được hoa đẹp nhất trong vườn. Wow. Cảm xúc của em như thế nào khi mà Vi nhận lời yêu em sau 21 ngày thử nghiệm? Nhiều có buổi trưa là bình thường là chính buổi trưa thấy đồng chí mình đã buổi trưa đi ra ngoài, thế là em cũng mò ra thì đồng chí nó khóc. Em chắc chắn nghĩ là lại khóc phải nhiều cũ rồi. Đấy, thế là em không nói, em chỉ đưa cái ăn giấy ra cho nó mắt đâu. Ui, em không hỏi. Sao nó bị hàng quốc thế? Anh dễ xúc động. Em tính điều là sau gần về rồi em tính điều thôi tỏ tình. Tỏ tình luôn, em thấy có dấu hiệu là xuôi về phía mình rồi. Đấy, gọi là chốt luôn. Thắng nhanh luôn, không là ông người yêu cũ là bắt đầu lại em quay lại đi với anh các thứ là mình có cơ hội. Đấy, thế nên là em quyết định là trước cái ngày về thì sáng sau là về Hà Nội, em đã chuẩn bị từ chiều rồi. Em rủ mấy anh em là bây giờ ông giúp tôi mua nến, mua ở đấy cũng không có hoa, vì ở đấy thường họ chợ một lần một ngày, có một cái hàng tạp thái nhỏ thì đường sông xe rất khó khăn. Mua nến thì không có nến chạy tin hay gì đâu, cũng mua cái nến nó thắp ở trên bàn thờ. Mua cái nến anh em sau khi thắp nến giúp em, xong anh em rút nến nước các thứ sáng trưng đấy rồi. Ôi sáng như cháy nhà luôn đấy. Thế là em dắt vào trong cái vòng tròn cái đinh đấy, thế là em tỏ tình. Em hát và rồi bắt đầu em nói là thực ra là tớ rất là thích cậu, vì cậu cũng mong là cậu có những chất lượng làm yêu của tớ. Sau khi đánh đàn sao anh hát sao đánh đàn á? Đánh đàn mà hát luôn. Ui. Cái đàn đi dài rồi. Thế thì ai từ chối cho được? Ai mà từ chối cho được? Thế em thấy đồng chí ấy khóc. Nhưng mà thực ra là cũng gọi là ngôn từ bất lực rồi. Nên là chỉ có biết là ôm với nhau, cảm nhận cái tình yêu chấm dứt mà thôi. Và lúc đấy là em đã chính thức em nhận lời đúng không? Vâng. Ngay lập tức, đứa trai bảo lời em không thể nào từ chối được đúng không? Đã kịp có nụ hôn đầu tiên sau trước khi nghỉ hè chưa?
Tỏ tình không phải hôn luôn nha anh. Tỏ tình này là hôn luôn. Trong tối ngày thứ 21 là đã có những hôn đầu tiên. Vậy thì nụ hôn đầu tiên là sao? Cảm nhận như thế nào? Nó trông ngáng lắm anh ạ. Nó làm sao cơ? Vội vàng. Trông ngáng nhưng mà vội vàng. Vội vàng. Kỷ niệm vui nhất và buồn nhất khi yêu nhau, các em còn nhớ không? Vui nhất thì chắc để rồi. Buồn nhất thì em phải nói. Các anh có vẻ bị tổn thương nhiều quá. Buồn thì có hai câu chuyện buồn. Đấy là sau khi yêu 5 tháng thì em có làm nhằng với một em trường đại học. Nhắn tin gọi là có cưa nhau hơi trên mức anh em bạn bè một thứ mà em có phát hiện được. Rồi cãi nhau cũng to, khóc lóc, rồi may là được vợ tha thứ. Tôi chỉ rất tò mò, chỉ muốn biết là Sơn đã nghĩ gì khi để cho cái điều đó xảy ra. Bản chất em cũng tự nhận là mình hơi lăng nhăng một chút. Và đôi khi đó là cái bản chất ấy. Và đấy là cái tính xấu của em. Em cũng tự nhận là như vậy. Mà cũng may là biết được dừng và được tha thứ. Đấy là hai cái mà em biết hơn vợ. Về kỷ niệm buồn được là được không? Kỷ niệm thứ hai thì cũng mới đấy thôi, cái đây là của hơn một năm. Đấy là thời điểm sau khi ra trường, em bắt đầu đi làm, bắt đầu có cái ý định là sẽ về nhà làm gia đình. Nhưng mà thời điểm đấy vô tình em lại bị cho nghỉ việc và thời điểm đấy cực kỳ là áp lực về mặt kinh tế. Và đấy là em nghỉ việc mất 3 tháng và mọi thứ sinh hoạt chi tiêu và khoản lương của vợ. Từ đấy em cực kỳ khủng hoảng, cực kỳ stress và luôn luôn nghĩ là bản thân mình vô dụng và không lo được cho người yêu cũng như người vợ tương lai của mình. Và đã từng thoáng qua trong đầu nghĩ đến cái việc phải chia tay. Nhưng để em có đi Hồ Tây thì đúng là Hồ Tây và cũng suýt nữa thì nói câu chia tay này. Thì em nó không đồng ý cái việc đấy, thì em không, tức là chặn là cái dòng suy nghĩ được luôn. Thì em không cho Sơn nói tiếp về cái vấn đề đấy. Vậy thì hai bạn bây giờ cũng có thể nói là đã vượt qua cái khó khăn rồi. Và xin đây thứ nhất là một người này chúc mừng. Và hai người, nhất là em, và em đã rất là tỉnh, vừa suy nghĩ vừa tỉnh để chặn lại cái câu chia tay nhau đi. Và em không để câu đấy diễn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển mút đi. Bây giờ mình sẽ nói về kỷ niệm vui nhất. Thì thời gian giữa bọn em nhau nó dài quá. Cho nên là trước khi tham đến chương trình là cũng đã vợ chồng mình cũng hỏi nhau rồi, em ơi kỷ niệm vui của mình là cái gì? Không nhớ được vì nó quá nhiều. Đấy, nhưng mà kỷ niệm vui nhất thì cũng không hẳn là nhất, nhưng mà kỷ niệm vui thì chỉ là những cái lần đi chơi hồi sinh viên với nhau thời đấy đẹp. Vừa nãy là Sơn kể. Còn Vy thì sao? Em thì em nghĩ là cái giai đoạn mà tức là Sơn có đề nghị với em là đưa em về nhà là mất của em là Sơn. Tức là em nghĩ thời điểm đấy thì chắc là em nghĩ là đàn ông họ sẽ nghĩ nhiều hơn về cái việc mà đưa một người phụ nữ về nhà. Là họ cũng xác định một cái gì đấy lâu dài với mình. Thì em nghĩ đấy là thời điểm cả đang nhiều hơn với chị người đấy. Và okay. Em được nghe là đây em là người phụ nữ đầu tiên mà Sơn dẫn về nhà. Hơn 4 năm sau đó thì hai bạn đã quyết định sẽ cưới nhau về nhà. Vậy thì câu hỏi ở đây là vì sao mình cưới? Thực ra thì cũng không có một cái nguyên nhân sâu xa nào cả. Hai đứa đều thấy là thời điểm này là điều thích hợp. Vậy thì ai là người chủ động cầu hôn và ai là người chủ động nói ra lời là? Thế hai đứa là đều đã tính rồi. Rồi. Ok, là thời điểm này là mình cưới như thế. Là về nói chuyện với bố mẹ, em cũng về nói chuyện với mẹ là thì là con mình cưới thì bố mẹ sắp xếp về gia đình một chuyến, cả hai gia đình một chuyện. Sau khi chuẩn bị hòm hòm mọi thứ xong gần hết rồi ấy, em của em mới cầu hôn. Khi nhận được lời cầu hôn thì em có gặp cái bất ngờ không? Hôm đấy là cũng lại mồ tây. Đúng là nó là một nơi suýt chia tay, nó lại là một nơi mà mình hôm đấy là lúc thấy chở em đi, cứ vòng đi vòng lại một cái chỗ đấy. Cái chỗ của em cãi nhau. Cứ vừa đi xong vừa nắng. Thế
cứ tìm xung quanh, cũng không hiểu tìm ai hỏi cũng không nói. Hóa ra là tìm cái bạn đang cầm hoa, nói chuyện với nhau như nào đấy. Sai cái địa điểm. À. Thế chở em đi chở em lại cũng 10 vòng cái chỗ đấy luôn. Tức là cái thằng đấy nó lại cứ tưởng là em lại đang dẫn nó. Là cái này. Nhưng mà thực ra là em đang đi tìm nó. Nó lại đi sau lưng em. Em quay đầu thì nó cũng quay đầu. Mình không thấy nó ở đâu cả. Mà kiểu mà không dám gọi điện thoại. Em sợ gọi điện thoại là lỗ. Là em cứ đi tìm. Không biết thằng này đứng đâu. Thế nó đi sau lưng mình, nó lại bảo là tôi tưởng ông là ông dẫn tôi đi đâu. Cười vòng như thế mà không hiểu ý nhau. Ôi trời ơi, chết mất. Ôi vậy là anh này là ai nào thì phải cho ảnh lên lên. Cho lên biết. Vậy thì mãi sao thì đi một người đâu. Như cái chỗ đấy, cái chỗ của em hay đánh nhau ấy, chỗ này có người đứng rồi, rất là đông. Em tiến lên, đi vùng lên phía trên thì bảo em xuống xe, xuống xe, xuống xe. Đi vào cái bàn kia đứng, xong rồi thì kiểu nhìn xuống. Thế là cầu hôn em, cầu hôn cái thứ xong thì lúc đấy em với em đồng ý. Tại vì là chị biết sao em có nước mắt đằng sau em, bao nhiêu người đứng lại nhìn vẻ xấu hổ của em đặt mình lên. Em bận đầu luôn, anh đứng lên, đứng lên. Chính xác, quá nhiều người nhìn vẻ xấu hổ ấy. Em có hát lại cái bài hát mà hôm em phòng tình rồi em nói câu là làm vợ anh nhé. Rồi em thì rồi em than nhận. Em biết cái bài hát đấy là gì, chị tò mò quá. Yêu em cho đến khi con tim yêu em cho đến khi ông thôi là yêu vợ và hát tài đến đến khi loài chim quên lối bay khi yêu em trong tay nghe nếu đời là một giấc chiêm bao xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu. Đứa nào mà nghe bài này mà không đổ luôn thì wow. Đây là gọi là đổ hai lần. Ok, vậy thì bây giờ đã cười nhau về rồi. Vậy thì sống hôn nhiên sao cái kết hôn với như thế nào? À, có gì thay đổi bởi vì hai người yêu nhau rất là lâu. Chỉ nghĩ là tình cảm rất là gắn bó keo sơn rồi. Trước khi cưới và sau khi cưới có cái sự thay đổi gì không? Thay đổi lớn nhất đấy là bạn ấy từ ở việc ở trọ của mình phải về ở với gia đình chồng. Em là trò phải mất một thời gian để làm quen vì thứ nhất là cái cách sống của mỗi gia đình cũng khác nhau. Thứ hai là trước khi em ở một mình thì mọi cái nó tự do thoải mái. Tức là em muốn làm gì nó làm ấy. Yeah. Thì em phải để ý thôi. Ừ. Biết là hai người vừa mới cười nhau thôi nhưng mà sau khi cưới và đã dẫn từ nhà rồi thì về ngoại hình rồi là tính cách này nó có gì thay đổi không? Không có. Về sau có gọi là trông có nhận được nhau không? Tất nhiên là cũng có đấy. Tức là ví dụ như là ông, em nghĩ là cái chắc là cũng nhiều ông có cái tính cách vừa bãi vừa lắm vừa bộn. Có gì nữa không? Ngoài hình thì sao? Có gì thay đổi không? Đấy là ai? Chồng em đẹp trai. Ừ, thế là em làm tốt việc của em rồi. Không, còn mọi đó. Người bảo em là dùng phá quá. Wow, hay quá. Còn Sơn? Em thì ra là cũng không có quá nhiều cái sự gọi là cái vỡ mộng hay là gì đâu. Thì thực ra là lúc nào cũng muốn ở gần vợ ấy. Thì vợ em đi làm từ sớm à. 6 giờ sáng em phải đèo ra chỗ bến để bắt xe công ty đi rồi. Rồi 7, 8 giờ tối mới về. Cho nên là cái thời gian buổi tối cũng một tí một chút. Bây giờ đến lúc mà mình sẽ bắt đầu hộp phúc nha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn ba bộ phận để tiết lộ ba thật xấu của đối phương nhé. Ok, bữa á? Anh cũng tưởng tượng như dùng răng mà xì hơi. Ok, thế đấy thì không kém gì. Mình cho nhận từ khóa để tìm cặp đôi là đánh giá bằng.
kiểu quần áo đúng không? Alo mẹ ạ, dạ con sắp về rồi, mấy phút nữa thôi ạ. Cái nữa là cũng là chỉ thôi, bây giờ là đi cưới nhau về là cũng gọi là tự nhiên thoải mái trước mặt em luôn. Thật ra là chị cũng thế, sau khi lấy dây được tầm 1 năm là chị bắt đầu ngồi bò bí, là muốn được ngại ngùng. Nhưng bây giờ thì chị rất tự tin. Đúng rồi. Và bọn chị còn có thể là tại sao em đã thử hơi trong khi anh chưa kịp xì hơi cả nhà. Nhưng mà anh có nghĩ mình chưa, anh cũng phải đang massage thôi. Đang mặt nhạc rất là sâu đắng, rất là tình cảm rồi. Nếu thì đang bóp lửa rồi mình bắt đầu massage thì từ đây anh vãi trưởng thật. Đôi khi em thấy là mình yêu nhau lâu á, thấy những cái điểm xấu đấy đôi khi nó thành điểm tốt, thành bình thường đấy, thành bình thường chứ là điểm tốt. Tức là mình đã chấp nhận và mình yêu cả những cái xấu đấy của người ta rồi, cho nên là đôi khi những cái xấu đấy nó mình không để ý trong đầu nữa. Và trong tay thì CJ có hai bản này dành cho hai vợ chồng, một mặt thì có mặt đỏ này, một mặt thì có mặt xanh. Việc của hai vợ chồng là nghe câu mà CJ với OB sẽ đưa ra. Nếu chúng mình thấy cô đấy nó đúng với mình thì mình đưa ra mặt xanh. Còn nếu mà mình thấy không hợp lệ, không phù hợp với mình thì mình đưa mặt đỏ. Bạn đã hiểu được chưa? Ok. Đơn giản được không? Ok, câu hỏi đầu tiên. Tôi từng nghĩ tới người yêu cũ khi yêu đối phương. Sao phải nhìn vô mà trả lời được? Chính xác thì hay cả nghĩ gì về người yêu cũ? Em nghĩ là cái đoạn lúc đầu của em yêu nhau thì lúc đấy thì em cũng chưa quên hoàn toàn. Từ phía em thì sao? Từ phía em thì đúng là cái người yêu cũ em chia tay ấy, nó nhìn lại buồn, cho nên là đôi khi tất cả nó là cái thời mình chỉ có cùng một đôi khi nó, nhưng mà nó cũng là một cái kỷ niệm tình yêu đầu đời, đôi khi là cố tình hóa qua thôi. Yeah. Câu thứ hai, câu này rất là nguy hiểm này. Tôi đã từng có lúc tức giận đến mức muốn đánh đối phương. Em nghĩ là cũng chưa đến mức thế. À rồi. Thì ngủ nước thì ngồi tay cầm chân đúng không? Thế em nghĩ là cũng là cái vấn đề gì cả. Nếu như mình làm thế này. Thế thì còn Sơn thì đã đến mức mà muốn đánh vợ mình mà bạn. Đánh như thế nào? Em không nhớ đâu, nhưng mà vì lần nào cũng nhắc đi nhắc lại. Ngày xưa anh xích đánh em chả nhớ là thế như thế nào. Mà kêu là em là ngày xưa là từng giơ tay đánh. Em chưa bao giờ em được phải em cần gọi. Không nhớ là cái nhau mình chuyện gì mà đúng là mỏng thật. Đôi khi cái này đôi khi cãi nhau cứng lắm. Nói cứ im em bảo là cãi nhau có gì thì cứ nói ra, bức xúc cái chuyện gì cũng có vấn đề gì, anh làm sai cái gì thì em phải nói ra, bây giờ cứ im bực mình. Em thì em cũng nói trong lúc đấy. Vì em biết cả hai đều không kiềm chế được. Sao mình lại giống nhau chứ? Em anh không nói. Anh cứ tưởng là nó sẽ ngược lại luôn. Câu hỏi thứ ba. Tôi có thể đọc 3 món ăn mà người kia thích nhất. Ồ. 3 món ăn của Sơn nhất là gì? Anh nghĩ là đầu tiên động. Tất cả mọi thứ lên tay động. Thứ hai là như là sụp. Đúng mình vậy. Thì nó rất là khổ. Thứ hai, thứ ba em nghĩ là... Chính là... Có phải không Sơn? Thực ra là em dễ ăn, dễ nuôi lắm. Dễ nuôi là cái gì ngoan được đúng không? Thế là cái vừa ba món này là cái bản món thứ nhất. Món khi mà đậu thôi đúng không? Đậu thì đúng, phụng thì đúng. Vậy thì tại sao bây giờ Sơn không thể nói được ba món nào nó thích nhất? Bọn em cũng là kiểu dễ ăn ấy. Ăn đến nuôi, tức là cái gì mà ăn được. Tức là cái gì không biết ăn thì em biết, nhưng mà cái gì thích thì em không biết đâu. Vì cái gì cũng thích. Đấy. Tôi là người có những cầu chân gối tha thôi. Ôi, mình cứ thử thế nào mà ra là cũng đúng. Ok. Vậy thì theo mình biết
là một người phụ nữ vừa mới sinh con thì sẽ không có nhiều nhu cầu về tên gối, nhưng mà một người phụ nữ là đang là một cái chất phải làm mong đấy, và đang trẻ và đang sức mạnh là ok đầy đủ thì tại sao? Thực ra em cũng cảm thấy là em cũng phải thay đổi được về cái việc đấy, cái em ngày không được. Nó cũng phải là cái gì quá, nhưng mà em nghĩ là để bản thân mình muốn thực sự thì nó không có thật. Em không biết là em nặng yếu hay sao mà cứ đấm lưng bà này 5 phút rồi bà ngủ kít thò lò. Kiểu kiểu gì không dậy. Ui, đấy, cứ em kiểu xuống bên đăng cái lên là thấy ngủ rồi. Cái mà em cần thay đổi không phải là em cần phải có nhu cầu cao hơn, mà em cần việc thẳng thắn hơn, được tự tin nhiều hơn, được thả lỏng hơn. Tất cả mọi thứ tốt đẹp hơn nó sẽ ra từ mình thôi, chứ không phải là em cần thay đổi để chiều lòng sớm hơn, đúng không? Ok, câu thứ 5. Tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có được lại. Tuesday. Tức là Sơn nghĩ là sẽ không bao giờ có, còn Lý nghĩ còn khả năng sẽ có. Em thì em nghĩ em phải thực tế hơn một chút. Tức là cuộc sống sau này nó cứ dài thì không thể đảm bảo chắc chắn một vấn đề. Em nghĩ là cái vấn đề đấy cũng là cái sẽ xảy ra. Không nghĩ mình không bao giờ nên nghĩ, mình không nên chủ quan. Sơn thì sao? Tại sao em lại có thể dám chắc rằng là không bao giờ thì em cũng biết được lần 10 năm, 2 năm nữa thì như thế nào. Em chỉ biết là hiện tại thì em sẽ không bao giờ để bất kỳ người quan hệ với em mà xem cái đạt được hiện tại của em. Giây phút này thì chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để chia sẻ với nhau những cảm tình, những lời vui buồn, cảm ơn, whatever mà mình chia sẻ với nhau. Xin mời. Anh nghĩ là anh sẽ nghe nhiều hơn vì trước đây trong đó anh là người một người đàn ông rất thông minh. Anh muốn là anh muốn nghe đi vì cảm tình những cầu hôn các thứ hay là bất kỳ những kỷ niệm là để anh là người chủ động. Anh muốn hôm nay đặc biệt là muốn nghe thì em muốn nhân cái sự thảo luận thì thực tế thì em và gia đình cùng nhau trải qua những năm tháng dài, cũng có rất nhiều việc xảy ra và đã cùng nhau vượt qua để đến lúc như thế này. Em nghĩ là sắp tới hy vọng là mình sẽ cùng nhau để cố gắng như thế. Và có một cái em muốn thay đổi hơn là khi em từng biết là thật sự em rất mong được khi giảng viên. Vừa em là sẽ vui hơn, mong mình có một gia đình là vui hơn hạnh phúc, và mong là hai giờ sẽ cùng công tác để ra đời em bé nha. Trong hôm nay nhé, vừa em chơi luôn. Wow, ngày hôm nay mình đã nghe rất nhiều câu chuyện vui và buồn. Có không cũng có, hẳn cũng có. Chỉ là những cái việc vừa thôi cũng có. Cho nên là CD thay mặt chương trình cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình ngày hôm nay. CD rất là mong là hai vợ chồng sẽ luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn hiểu nhau, luôn luôn yêu nhau và sẽ sớm đón một công chúa hoặc một hoàng tử.